Đây là loại mũ bảo hiểm xe đạp dùng một lần, làm hoàn toàn từ giấy báo thu lượm được ở các bến xe, nhà ga. Để có được một chiếc mũ, các tờ báo sẽ được xé nhỏ, nghiền và trộn vào một dung dịch chứa 96% nước để tạo thành những khối xốp. Bước tiếp theo, chúng sẽ được đóng vào khung để tạo hình dạng mũ mà không cần sử dụng bất kỳ chất keo hay phụ gia kết dính nào. Ngoài ra, bề mặt mũ còn được phủ lên một chất phụ gia hữu cơ chống thấm nước để có thể chịu đựng được các cơn mưa kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ. Với chiều dày 2-3mm, mũ bảo hiểm giấy hoàn toàn đạt tiêu chuẩn an toàn của châu Âu. So với những loại mũ nhựa đang được bày bán trên thị trường, thì mũ bảo hiểm làm từ giấy tái chế có phần thua kém về mặt thẩm mỹ, song lại nổi trội hơn hẳn về mặt thân thiện với môi trường và giá thành, bởi mỗi chiếc mũ chỉ có giá 1 bảng Anh, tương đương khoảng hơn 30.000 đồng tiền Việt Nam. Hiện nhóm nghiên cứu đang thảo luận với công ty tài chính Barclays để xin hỗ trợ đầu tư vào dự án. Nếu được cấp kinh phí, những chiếc mũ bảo hiểm làm từ bột giấy có thể được sản xuất hàng loạt và bán ra từ mùa xuân năm 2014.